vô cùng hư không, diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Kính lễ mười phương tam bảo, chư Phật, chư Pháp, chư Hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử linh tử gần xa kính mến. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu hộ kinh Địa Mẫu Chơn Kinh, dịch giả Lê Công Đồng. Bộ kinh này do sự phát tâm của gia đình Phật tử Trần Văn Cao, 62 tuổi, pháp danh Thiện Ân; Phạm Thị Bảy, pháp danh Diệu Trầm, 56 tuổi; Nguyễn Minh Tuấn, pháp danh Thiện Minh, 37 tuổi; Phan Thị Mỹ Phương, pháp danh Diệu Lan, 36 tuổi; Nguyễn Thị Hồng Lệ, pháp danh Huệ Châu, 35 tuổi; Nguyễn Văn Hùng, pháp danh Minh Hậu, 47 tuổi; Nguyễn Minh Tài, pháp danh Thiện Phúc, 32 tuổi; Nguyễn Thị Hoài Nhi, pháp danh Diệu Tầm, 27 tuổi; Nguyễn Văn Phước, pháp danh Thiện Điền, 30 tuổi; Phan Thị Quyền Trang, pháp danh Diệu Hưởng, 30 tuổi. Tại địa chỉ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam, thành tâm ấn tống bộ kinh này, xin gửi đến chư Tôn Đức cùng quý thiện nam tín nữ như món quà tinh thần để làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức bộ kinh Địa Mẫu Chơn Kinh. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng được giới thiệu. Hồi hướng sông thâu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bọn nguyện lành. Trên cõi hương này xin đi mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh. Kính lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đạo điên. Với dòng phương pháp phá giải phiền nơi tâm, kính lại pháp phá nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm mà kẻ lầm than nên thuyền bác ở nhà sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chi cả, thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô mình nên mới lo âu, rồi đường khổ khó dân đường chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lệ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh, con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh, Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh, Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh.
Sơn Kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật. Nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điển linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nếu tu. Cõi trần thế mệt mồ tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm mi mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cầm thâu đến diêu cung, thành tâm tấn nguyện đức ca màu từ. Trên khói hương này sinh mẫu ngữ, cảm ứng chứng minh tắt lòng thầm. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cài đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng, trăm ngàn muôn kiếp ta về gặp đâu. Hạ quân kỳ ba qua hội, mẹ bán điên lành mà mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiền thành tâm trình mẫu, giảng dân nguồn thương sâu đồng bấn khoăn. Nhìn đăng lòng tương mẹ gần bên con, xưa mẫu ngự chim non tại miêu, tình thêm tay quyền diệu ứng linh. Ba lại tâm tình mẫu thương, nhìn biển cả trùng dương nước bi ca, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong tình lượng sống nào bao nhiêu sống lượng nghẹn ngào bấy. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sáng khai quá độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đó
đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, dạng dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng trên kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẹ hiền lễ nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mau từ phố điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con, thượng tầng mẹ phủ càng khôn chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành thường. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, khởi tâm thành thâm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chành lòng con trẻ tuôn dần lễ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu vàng. Cầu lệnh mẹ chánh thank you.
sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi thắm kính dân từ máu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, kính lòng con kẻ cúng dường dân hoa. Lời gian cầu thiết tai qua, chốn dương trần tở án phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày cây màu sớm trưa bay màu, thấu diêu cung gần tu nồi chi bá tùng bồ đề hạnh nguyện thơm chốn hương lành. Điện quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẹ hiền con cầu. Lại mẹ đổ hết tây năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung. Người dưới thế hiếu trung trọn giờ, hội long qua mẫu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát cây lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung diêu kỳ. Quá thơm ngát con quỳ dâng lễ, lại mẫu thương giang thế chứng minh. Tại nhà dân y đó quả sanh thành cầu, từ mẫu giáng linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiên kẻ thờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phủ khắp càn khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tùng kinh mẫu gia gia khai. Lời cháu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ con. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con hấp ba thủ điển tiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tám nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều xóa đổi nhàn thanh.
mùa màng sung tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sở kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung, dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thánh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ cô quy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu giữa sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh dân thủy thành thơm ngát nga, nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu hiền thủy thành bát ngọc thánh nguyền cung ngân. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bãi điện mẫu từ phú rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời ngỡ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm, biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng, điển quyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Khổ hơn trong nơi quyền thành cố thành thêm ma tay miếu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời.
Kim Ngôn mẹ đây lời mặt quyết nga đức từ tôn tha thiết khuyên con hiếu trong giữ dạng cho tròn mẹ hiền điển bao toàn chúng sanh tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu tâm lòng son dòng thấu diêu cung gia gia xâm hợp trong phòng dân an quốc thới hưởng chung thanh bình mùa màng được sinh tươi sông tốt mẹ đổ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên linh căn mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế điển chân linh phước huệ trải ban tâm kinh mẫu dạy rõ ràng con lành hiếu thảo đàn càng cung nghinh phước lộc thọ hiển vinh do mẫu trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên dân an nước thành nhà yên lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì thơ ngâm diệu quyền di cơ mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh xưa vua bàn cổ phong danh diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn hồi chân linh mẫu xét soi vũ trụ điển âm dương kết ta tổ thai nhi thượng phần máu ngự phương phi phần ra thiên địa trị vì chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết ngà khi âm dương hội hiệp cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân vậy ai mới bước lành đường đạo phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời châu mẹ giải quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân
linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời tỏa sáng, mái hiền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện Thiên Mẹ bảo tồn vinh cổ, chốn trung ương Mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phụ quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diêu đài. Thiên địa lập âm lai dương thế, khi thần giáo dành giới điển linh. Đất trời do tạo quá sinh, pháp ma luân thường chuyển siêu thành căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phổ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Thần với khi hiệp thành thai thanh, mẹ cô mang cành cánh đi thập niên. Tình thương mẫu tử tiên liên, mười thô đúng nhật chia riêng què hào. Trong y bát quái thần vào tám hướng, tám quả do mọi hướng định ra. Sáu hào một què đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyến dòng thánh thai. Mình y quân sức thế trần ai sao, vì thiên tử khi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam địa thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bát quái phân phát quả điển linh. Chỉ rành tám hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua
thần nông phi tài ngũ cốc sắc lệnh gieo châu ngọc cấp nơi. Đó là hạt giống của trời xanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiện diên tạo ban nghi phục, đêm mây no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điển tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say. Gió ngàn tỏa lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bỗng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra. Danh làm có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sơn rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ gió nơi màu hoàng. Năm dòng lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành hưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ biển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gọi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô hương. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tính quyền, kìa lâu đài cung điện quy nga. Am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thưởng phân. Chư Phật đất kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bộ đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra.
Dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới tế hiếu rung vạn dở, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thái nhà an, đế dương cùng cảnh mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dòm chinh chiến, cũng do nơi mẫu chiến phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điển mẹ dằm đó ở đây? Có tạo lạnh the đầy lúa dài, cùng quá quá rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, nào là lúa ăn thuốc uống rừng cây, ai tường. Khắp nhân sinh nay khỏi bệnh đau, hoa xanh linh dược nhiệm màu cao lương mỹ. Vậy thiếu hoa đau vật nào, lại có dấm châu dầu tương muối, suối nào bằng suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm bỏng quyết khi đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, dù khói đau từ máu chăn sàn. Nỡ nào quên đức nghĩa ơn cho đành, vật ăn uống mẹ dành cho đó. Sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cành đai áo mão phù qua bạc tiền, vật dụng hiện ra hàng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng, thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, máu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tận hoàng tạo hóa, do màu xanh ra quả địa cầu. Dương trần như thể bèo trôi, canh đời trống rỗng thám sầu nan bi. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát bàn lãnh biệt tinh. Từ vua chúa tới quân binh sẽ
tình dệt nhân sanh điêu tàn. Phương hướng dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị tiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành cam chịu quạnh yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Thành này tâm khảo sát trên kinh, thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước, sắc lành phế người được hiển danh. Khi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giáng bút ngọc linh trí hiền. Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt, chân khí như ánh ly đuốc thiên tiên. Mẫu cho phán ly bổn hoàng nguyên chân thành, đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tu hường cảnh thượng đài. Khai tâm rung chuyển đạo ngay lý chân thông, hiểu chớ rài bỏ qua. Cầu quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lành mẹ có gì, từng thần văn võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dòng ngã đành sao. Tao nhân mặt khách anh tài, nông thương cống sĩ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liêng, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp bây đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân Phật mẫu diêu trì, đò đài muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hõm đọn quá xanh, thời còn mồ mịt trước thanh chẳng tường. Thiên địa chia âm giới dương khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm.
tuổi thọ 9600, thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng tử giả con thơ, quá thần chớp nhón phút giờ chia ly. Thứ không ngữ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước kê mong quyết mạch trùng hùng. Sớm về điện ngọc cung diêu, con lành cố gắng yêu trong tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiên ta, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm mây no hưởng là trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn. Điện quang mẹ bảo toàn trường cổ, đổ con thơ hỏi đủ nhiêu công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, nga đúng trăng mười giờ
máu tờ. Máu tờ xuất hiện thần thông vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thành mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm, người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hỏi hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đồ đầy, từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu bằng hằng sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui tưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai lành kế tạo lửa hương. Hai giai hiếu đạo thuần lương, đời đời nói giỏi toàn đường tâm môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên sinh vạn đại hưởng âm đức dài. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an sanh. Bảo toàn tánh mạng chúng sanh, mẫu hoàng phổ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiện thiền dòng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu tờ cho sức thánh nhân, thông minh sức chung muôn phần quyền linh. Công đức kỳ mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền đơn, phải sùng am tự quả sơn tượng hình.
rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tượng bái từ tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tử làm đăng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi, tì với leo phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẹ chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo đề danh. Thẻ ngọc mẹ chuyên bút phê, tâm phàm phổi sạch ra trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận nghiêu, đắc quả cao cổ khiêu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quang minh tâm thần. Mẹ sắc tư phong danh muôn thỏa, chánh quả thành dứt nở trần ai. Bán cho cụ phẩm điên đài trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban đỏ hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần giá giang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thời dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với ánh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an bang danh còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mai. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên, xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền.
để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép là cứu trần gian đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Ngủ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng dân khổ lệ nạn tới bời, nên lo tu tình này con dạy lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh quang cạn lối về, thu vớt cuộc đời giấc nam ca, cánh tư đắm lệ cõi ta bà, điển linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu dứt quan khiên, thiện nhân cứu giấc tu hành dạy, di lạc quái linh dạy chư. Ngày ngày lòng mẹ băn khoăn, cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nỡ nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm giang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con, bởi nên mẹ trách phiền con công, mẹ sanh sanh
chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nếm danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên chuyện vật tạo gây, muốn đổ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mờ, con ơi nghe mẹ thăng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hỏi con thì gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa, lễ chí thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ ăn cần dạy biểu, tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bên chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chí tịnh, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tuyết âm mô, điển thiên mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bên đồng, cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài, thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền dòng bay màu hoàng, chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình. Độ người khỏi chốn ngu minh, dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tai quả đã dương,
cất từ tôn tây tiên ba chậu dương cung tây mẫu đê đầu lại tả từ ân hào quang rồi xuống hướng lân tình thành khắp trong dân y chúng đi làm lành thương yêu dầm giúp ba chẳng đành bỏ nhau mây lành rọi tỏ năm màu có cây tươi tốt lào lào thái dương yên vui bốn ma bể mới tường cơ trời sắp đặt mừng thường dễ gian diêu trầy chấn chỉnh sửa sáng bao nguồn về cõi một đàn chánh quy kiện thiền giọng bái từ tôn chuẩn nghi tam giáo mới toàn lý cao ơn trên cam lộ rào rào chúng con nguyện dòng ước ngao thái bình lại cầu mẹ ở thiên đình độ an dân chúng pháp linh tỏ tường nam mô vô thượng hư không diêu trì phật mẫu tác đại chứng minh kinh con mới đọc rồi nguyện xin phước y đức dung bồi chúng sinh cho người thức tận tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen lý kinh sang suốt như đèn rồi vào tâm trí tối đen sáng đèn tổng kinh địa mẫu có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu ngày ngày tinh tấn công phu điển quang mẹ chiếu linh căn sáng cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện quyết chí gắn công tu trì nam mô vô thượng hư không địa mẫu nguyện sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát quy y Phật Na Cố Trần Thế nguyện xin phước y đức hùng bồi chúng sanh trần gian biết nẻo tu biết đường Phật tiên quy pháp là phương giải thoát điển quyền linh bùa khắp trần gian sửa tâm chứng đắc kịp thời linh căn mẹ điệp hội kỳ long hoa quy tăng chân truyền máu đại phải ăn chay với lực nghiêm trang khổ hình giả tạm luân hồi vô vi thượng cảnh trở về thiên cung
Tát ngài chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nghi pháp danh Diệu Phẩm 27 tuổi, Nguyễn Văn Phú pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh truyền ra đại chúng gần xa nghe Phật, nghe kinh mẫu sanh mây lòng tôn kính, phước nghi báo này quan hệ biết bao, mẹ ngồi nơi chốn cung tiên chính lòng con trẻ ngày nay chí thành, trên dưới quyết lòng cung kính đồng cùng nhau ấn tính bổ kinh, kinh truyền rộng rãi gần xa thiện nam tính nghi nữ ba gia tu thiền, xin mẹ chứng nghi tấm lòng con trẻ chốn trần miền thỏ thẻ đôi lời, cùng tay mẹ chứng lòng thành ni ơn bố đức dương trần con thơ, đặng phước kỳ quả tu hành dưỡng thế mẹ ban truyền con mẹ ân dài, minh duyên huệ nhận lưu kinh truyền ra nhân thế nhà nhà đồng tâm, nghe kinh mẹ phát lòng chánh tín, phước lộc này nhờ mẹ ban cho, chúc cầu ba tánh gần xa thiện nam tính nơi nở nhà nhà mình yên, nguyện cầu tính chủ thành tâm phát tâm ấn tống bộ kinh màu hoàng. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật màu Tát đại chứng minh, nam mô tam tòa thánh mẫu minh viên điện núi dinh bồng lai Phật, công đức vô lượng nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tát đại chứng minh.